Tôi muốn chia sẻ bạn ở đây, tức là cái bài học dành cho bạn ở bạn Oanh ở đây là như này. Nó có đầu tiên là mình phải xem mình có lợi thế cạnh tranh gì không. Thì nhìn vào là hiện nay là mình chưa có lợi thế cạnh tranh gì. Đấy chưa ạ? Trong nhiều trường hợp khi mình không có lợi thế cạnh tranh thì mình phải làm sao? Mình có phải bắt đầu xây dựng từng cái lợi thế cạnh tranh một hay không? Rồi. Ví dụ, mình sẽ xác định là ok, mình bên công ty mình sẽ phải giỏi về marketing chẳng hạn. Đấy, tức là mình sẽ dành thời gian nghiên cứu, học hỏi, triển khai những cái hoạt động marketing. Đấy. Đối thủ làm như nào mình sẽ làm như thế. Những người giỏi nhất làm như nào mình sẽ làm như thế. Những việc gì đối thủ không làm mình sẽ làm. Một cái resort 5 sao startup. Rồi, ok, đây, câu hỏi nào. Ok, bạn Lê Kim Oanh. Thị trường booking khách sạn resort 5 sao, một cái công ty khởi nghiệp, trường hợp này là công ty khởi nghiệp. Rồi, ok. Rồi, nhờ hỗ trợ bật cho bạn từ Kim Oanh. Lê, từ Kim Oanh. Rồi. Em chào thầy. Rồi ạ. Hiện tại em kinh doanh cái lĩnh vực là booking resort 5 sao nha, đẳng cấp 5 sao thôi. Rồi. Cái đối tượng của em là 35 đến 45 tuổi, có tài chính thu nhập từ khoảng từ 100 triệu trở lên. Thích đi du lịch nhưng mà không có thời gian để thích theo những chuyến đi. Cái nguồn mà lấy được trực tiếp từ khách sạn của em rất là rẻ, ví dụ như so với Agoda đi. Thì em rẻ từ 30-50%. Mà hiện tại thì em đang tính cái hướng là mình sẽ chạy những cái booking tự động như Agoda, thì nó quá sức, bởi vì để xây dựng những cái như vậy thì nó rất là cần nhiều vốn. Còn nếu mà em cứ chạy loan quanh những cái social á, thì em lại không có được cái lợi thế cạnh tranh ấy. Thì hiện tại em đang tính một cái cách là em sẽ đi một cái thị trường ngách, là em chỉ tập trung đúng một số những cái resort như là Six Sense này, hay là khu vực Hồ Tràm, Long Hải, Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Lạt. Nói chung là chỉ có một số cái đó em cứ chạy em bán thôi. Đấy nhỉ? Thì cái lượng mà gọi là... Câu hỏi là gì ạ? Câu hỏi là làm thế nào để em có thể làm ra được cái kế hoạch, cái chiến lược kinh doanh hiệu quả để tạo được thu nhập là 100 triệu một tháng trong cái ngành này. Làm thế nào để tạo được thu nhập 100 triệu một tháng trong cái ngành này? Booking cái phân khúc cao cấp 5 sao. Cao cấp 5 sao. Ok. Rồi, tôi chia sẻ bạn hai câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất là về cái trường hợp là bạn đang nói là nếu mà xây dựng một cái nền tảng như Agoda là khó là đúng rồi. Tôi cũng có một anh bạn xây dựng một cái nền tảng về du lịch. Đấy. Và anh ấy cũng dạy ở Nick này, cũng dạy cho anh em một số cái thông tin về lớp gọi vốn. Anh ấy huy động cái cho cái nền tảng đấy, phát đầu tiên là huy động 3 triệu đô, sau đó là về vận hành và tiêu hết 3 triệu, sau đó phải gọi vốn tiếp ở Singapore 10 triệu đô nữa, là 13 triệu đô, là tiêu hết sạch sẽ luôn đấy. Và cũng phải là tức là phải có cái năng lực về gọi vốn, về gọi là công nghệ rất là tốt thì mới làm được những cái mô hình như vậy. Như vậy cái câu hỏi đầu tiên, cái phần đầu tiên là như vậy, là chúng ta khó là có, cho như trường hợp của bạn là khó có cái cửa mà đi xây cái nền tảng, cái platform như thế. Như anh kia là anh huy động 13 triệu đô la mà tôi thấy anh ấy cũng vất vả lắm. Đấy. Mà cũng chưa gọi là công ty gọi là ngon đi vào ổn định đâu. Đấy. Thế, câu chuyện thứ nhất nha. Câu chuyện thứ hai là về cái ngách của bạn ấy, thì tôi cũng có một hai người bạn tôi thấy là có làm cái ngách đấy, và đâu đó một tháng nó cũng kiếm đôi 300 triệu, cũng chuyên phân khúc 5 sao, được chưa? Đấy. Và có vẻ như là sau một thời gian làm thì nó có một tệp khách hàng quen, là người ta khi mà người ta book là người ta cứ alo cho nó thôi đấy, và người ta giàu mà ngại, nói chung là không thích mất thời gian, chỉ cần alo cuộc điện thoại đặt cho anh đấy. Dạ, đúng rồi. Đấy, thì đấy là cái đặc điểm của người giàu, là muốn tiết kiệm thời gian, không thích phải mày mò rồi là vào trong internet rồi xong bắt đầu điền họ tên rồi là thì không muốn làm như thế. Đấy. Dạ. Thế thì hiện tại thì cái thu nhập của mình hiện tại thì đang được khoảng bao nhiêu rồi? Nếu không có Covid thì nó khoảng tầm là trung bình 60 đến 80 triệu. Còn nếu mà Covid thì nó cứ bị ấy đấy. Câu hỏi thứ hai là lợi thế cạnh tranh. Mình có lợi thế cạnh tranh gì không? Lợi thế cạnh tranh thì đầu tiên là về cái phần dịch vụ ấy, nhanh gọn và mình thích khai được họ, để hiểu họ và mình có thể là đưa rất là nhiều thông tin tư vấn
quan với chuyến đi của họ và đấy, họ cảm thấy rất là happy khi mà sử dụng, bởi vì họ chỉ việc là xách ba lô lên và đi, còn mọi thứ là mình lo hết. Rồi, đã hiểu. À, ý mình nói ở đây là mình có cái thế mạnh về dịch vụ khách hàng. Đấy. Và mình có thể mình giá. Ok. Và giá? Dạ vâng, giá. Ok, giá rẻ hơn hả? À? Giá rẻ hơn các những người khác so với những người cùng nghề với mình chứ. À, so với việc họ đặt hàng trực tiếp ấy hả? So với đặt hàng trực tiếp thì mình quá rẻ rồi, còn so với các kênh đại lý thì mình có thể là rẻ hơn một chút. Một chút cũng ok. Ừ, đã hiểu. Ok, coi như là mình có hai lợi thế cạnh tranh. Dạ. Rồi. Và câu trả lời cho bạn là hai lợi thế cạnh tranh thì thường vẫn bị bóp chết như thường. Dạ. Rồi. Dạ. Kinh doanh nó không đơn giản như vậy. Trong nhiều trường hợp, một người ta có thể xây dựng khá nhiều lợi thế cạnh tranh, nó gọi là một cái rào cản khiến cho đối thủ khó gia nhập thị trường. Đấy. Thì tôi vừa hỏi bạn cái câu hỏi lợi thế cạnh tranh ấy, là thường là các cái tập đoàn lớn là người ta bao giờ người ta cũng hỏi cái câu số 1 là bạn đang kinh doanh cái gì, câu số 2 là bạn có cái lợi thế cạnh tranh gì hay không. Thì nó có hai kiểu khả năng. Thứ nhất, nếu bạn đang có lợi thế cạnh tranh rồi, lợi thế cạnh tranh có thể đến từ cái sản phẩm, cái dịch vụ của bạn, lợi thế cạnh tranh có thể đến từ doanh nghiệp của bạn, nhưng xem ra là lợi thế cạnh tranh đến từ doanh nghiệp là chưa có nhiều. Bạn hình dung một này không ạ? Đấy. Sản phẩm thì mới có rẻ hơn một chút. Đấy. Phục vụ nhà dịch vụ nhanh hơn một chút, nhưng mà lợi thế về doanh nghiệp là chưa có. Lợi thế về doanh nghiệp, lợi thế cạnh tranh doanh nghiệp là gì? À, ví dụ marketing, bạn làm marketing rất giỏi, bạn bán hàng chốt sale rất siêu, bạn coi như là có cái khả năng kỹ năng về lãnh đạo rất tuyệt vời, bạn có những cái chiến lược kinh doanh rất là đúng đắn, đấy, vân vân, thì cái đấy nó mới gọi là lợi thế cạnh tranh. Có một lợi thế là em muốn biến công ty mình trở thành một công ty về xã hội, là một cái mức kinh mà tự động họ sẽ được. Đấy là tầm nhìn, đấy là tầm nhìn, nó không phải lợi thế cạnh tranh. Ok. Thì tôi muốn chia sẻ bạn ở đây, tức là cái bài học dành cho bạn ở bạn Oanh ở đây là như này. Nó có đầu tiên là mình phải xem mình có lợi thế cạnh tranh gì không. Thì nhìn vào là hiện nay là mình chưa có lợi thế cạnh tranh gì. Đấy chưa ạ? Trong nhiều trường hợp khi mình không có lợi thế cạnh tranh thì mình phải làm sao? Theo bạn phải làm sao? Mình có phải bắt đầu xây dựng từng cái lợi thế cạnh tranh một hay không? Rồi. À, ví dụ, mình sẽ xác định là ok, mình bên công ty mình sẽ phải giỏi về marketing hả? Đấy. Okay. Đấy, tức là mình sẽ dành thời gian nghiên cứu, học hỏi, triển khai những cái hoạt động marketing. Đấy. Đối thủ làm như nào, mình sẽ làm như thế. Những người giỏi nhất làm như nào, mình sẽ làm như thế. Những việc gì đối thủ không làm, mình sẽ làm. Bạn có hình dung phần này không? Dạ, được. Rồi. À, bạn xác, ví dụ bạn xác định là mình sẽ biến marketing trở thành một lợi thế cạnh tranh hả? Tôi ví dụ thế. Cũng có những trường hợp thì bạn xác định là mình sẽ biến dịch vụ khách hàng trở thành một lợi thế cạnh tranh. Chắc hôm nay chúng ta học rồi, có tam giác tử thần, giá cả, chất lượng và thời gian. Rất khó đạt được cả ba cái. Có nhớ bài học đấy không ạ? Dạ. Rồi, ok. Và ở đây tôi chia sẻ bạn là thực ra thì xem ra rất đơn giản. Cho trường hợp của bạn thì bạn đã có sản phẩm rồi, ngắn gọn nôm na là có sản phẩm rồi, đã kiếm được tiền rồi. Đấy, thì bây giờ cần phải cải tiến cái hoạt động marketing và bán hàng. Mà bán hàng thì một mình bạn có vẻ vẫn tư vấn được, rồi bạn rủ thêm một hai người cũng tư vấn được, đúng không ạ? Như vậy thực ra cái cần cải thiện nhất của bạn bây giờ là marketing, ngắn gọn là như vậy. Nếu chỉ để kiếm tiền nhá, để tăng thu nhập thì chỉ cần tập trung marketing thôi. Đấy. Còn nếu mà nói chuyện là xây dựng chiến lược, thiết lập một cái mục tiêu dài hạn để trở thành một tập đoàn chuyên về là book những cái du lịch 5 sao, thì tôi có một gợi ý dành cho bạn là theo bạn, nếu bạn chỉ làm thị trường Việt Nam, nó có đủ lớn để bạn kiếm tiền không? Nhiều cạnh tranh lắm ạ. Đúng rồi. Thế thì trong nhiều trường hợp, đôi khi là ở Việt Nam chẳng hạn, tổng cái resort 5 sao đang bạn đang cầm trong tay có được 10 cái hay 20 cái không? Những cái mà có mối quan hệ thân thiết với bạn, đúng không ạ? Đấy. Dạ đúng rồi. Như vậy nếu bạn muốn kiếm nhiều tiền hơn, bạn từ ngày hôm nay có thể, câu hỏi dành cho bạn là bạn có thể bắt đầu phải suy nghĩ đến những cái thị trường lớn hơn hay không? Ok, thì đấy là một vài gợi ý dành cho bạn Lê Kim Oanh nhé. Chứ trong khuôn khổ lớp này thì không có đủ. Nhưng mà tôi tóm tắt lại những cái gợi ý dành cho bạn. Thứ nhất, tập trung vào marketing, được không ạ? Đấy. Yeah. Dành thời gian, tiền bạc và công sức của bạn, nó đo lường luôn, ngày hôm nay. Yeah. Đấy, bạn dành mấy tiếng cho hoạt động marketing. Được chưa ạ? Đấy. Ví dụ bạn post bài lên Facebook hay post bài lên trang Zalo của bạn, có thể xếp vào là hôm nay đấy, cái việc đấy dành mất 15 phút cho hoạt động marketing.
nhưng mới có 15 phút thôi. Đấy chứ ạ. Rồi, tại sao không dành 8 tiếng cho hoạt động marketing? Rồi. Ngày hôm nay bạn dành ra 30 phút để mà xem lại cái bài quảng cáo của mình, xem là tại sao nó không hay nhỉ? Bên nào viết đang hay? Được không ạ? Đấy tôi ví dụ cho bạn thôi nhá. Được chưa ạ? Rồi.